Thưa quý vị, chuyện tinh giản biên chế làm bộ máy công quyền gọn nhẹ nhưng hữu hiệu hơn là chuyện mà xã hội và người dân đang hết sức quan tâm. Nhưng gần đây, dư luận bỗng ngỡ ngàng trước nhiều con số, nhiều câu chuyện được báo chí đăng tải như 1.000 dân đang phải nuôi tới 30,5 công chức viên chức hay là chuyện các siêu bang đang tồn tại nhan nhản ở ngay giữa thủ đô. Nói siêu bang, siêu bệ khiến nhiều người nghĩ ngay đến những cơ quan công quyền khổng lồ và cũng làm giữ những trọng trách gánh vác khối công việc khổng lồ không kém. Nhưng thực tế thì sao? Câu trả lời đáng tiếc lại là có những siêu bang to nhưng năng lực lại siêu nhỏ, như trong tổng hợp và phân tích của biên tập viên Tấn Cường ngay sau đây. Hiện nay, chúng ta không xa lạ gì với cách gọi siêu nhân, siêu xe, siêu dự án. Tuy nhiên, trong những ngày qua, trên các tờ báo xuất hiện một từ mới, đó là siêu bang. Ai biết qua câu chuyện này sẽ không khỏi giật mình bởi năng lực thật sự của nó. Siêu bang là từ dùng để chỉ 5 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của thành phố Hà Nội, gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường. Tổng số cán bộ nhân viên của 5 siêu bang là trên 981 người, trong đó có 711 người trong biên chế. Theo quy định, một xã phường loại 1 có không quá 25 biên chế, thì chỉ với 5 ban quản lý đầu tư xây dựng của Hà Nội đã có số lượng nhân viên đủ để làm việc cho 40 xã. Với quy mô như vậy, ai cũng nghĩ khối lượng công việc ở đây sẽ rất lớn. Nhưng theo kết quả khảo sát liên ngành của thành phố, thì đến cuối tháng 8 năm 2017, các ban này chỉ mới giải ngân 1.625 tỷ đồng trong tổng số 6.524 tỷ đồng vốn đầu tư công được bố trí, tương đương 25% kế hoạch. Hậu quả là vào cuối tháng 7 vừa qua, Hà Nội là một trong 13 bộ ngành địa phương bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì có tiền nhưng không biết tiêu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Còn các ban này vì làm việc kém hiệu quả, không có kinh phí hoạt động nên phải ngửa tay xin tạm ứng ngân sách và ngậm ngùi nhìn nhiều người có năng lực, kinh nghiệm ra đi. Thực trạng của siêu bang ngàn người ở Hà Nội là điển hình của việc sắp xếp tinh giản bộ máy thiếu thực chất, bởi nguồn gốc của 5 ban này được sáp nhập từ 26 ban quản lý dự án trực thuộc thành phố. Theo quy định, sau 1 đến 2 tháng sáp nhập, các đơn vị phải tiến hành sàng lọc để loại bớt những nhân viên thiếu năng lực. Thế nhưng, do căn bệnh cào bằng, cả nể, ăn sâu trong tư duy quản lý, nên bộ máy lại cứ phình to mà công việc trở nên trì trệ. Đây cũng là hiện tượng phổ biến ở các đơn vị công lập hiện nay. Lý giải, trong khi chính phủ yêu cầu tinh gọn bộ máy, nhưng thực chất từ năm 2011 đến năm 2016 đã tăng hơn 20.000 người. Việc Hà Nội công bố thông tin về tình trạng của các siêu bang này cho thấy căn bệnh dựa vào bầu sữa ngân sách đã khó còn đất sống. Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 vừa kết thúc một lần nữa khẳng định trong thời gian tới, việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách. Trong đó sẽ rà soát, giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án. Đó là phát súng lệnh bắt buộc những đơn vị siêu bang cần phải đổi mới ngay từ bây giờ. Chấm dứt tình trạng siêu to nhưng năng lực siêu nhỏ. Chấm dứt tình trạng siêu bang, bộ máy nhân sự khổng lồ nhưng năng lực thì nhỏ xíu. Đây không chỉ là mệnh lệnh của đảng mà còn là kỳ vọng rất lớn của người dân.